màu áo nào nhất? Một cô màu vàng, một cô màu đỏ, hai cô màu đỏ. Ồ, ở bên này lại có cả ba màu cô gái ạ. Màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Ở bên này các anh các chị lại màu vàng với màu đỏ. Như vậy là tỷ lệ phần trăm là hơi bị lệch, còn không biết khớp đến đâu. Bạn thư ký sẽ theo dõi. Khi yêu nhau, khi tìm hiểu nhau, định ngỏ lời với nhau, các bạn tỏ tình ở đâu? Câu hỏi này các bạn không trả lời bằng địa danh địa phương ạ. Các bạn phải trả lời ở gốc chuối ạ, hoặc là ở cổng nhà, hay là ở, tức là cái vị trí cụ thể ạ. Chứ không phải, chúng ta không dùng địa danh là tôi trả lời tôi tỏ tình ở Đông Anh hay Hà Nội đâu ạ. Vâng, anh các chị suy nghĩ thật kỹ ạ. Có lẽ là ban thư ký là sẽ dành thêm cho 5 phút, 5 giây nữa nhỉ. Tôi quên rồi. Đây là kỷ niệm tình yêu mà tôi nghĩ rằng đó là điều cực kỳ là ấn tượng. Hàng năm cứ đi xa. Anh không cần nói mà chị đã hiểu luôn ạ. Vâng, cảm ơn các chị đã có câu trả lời. Một câu phần món câu hỏi này là câu hỏi dành cho các anh đấy ạ. Các chị cũng vui lòng trả lời. Món quà bạn tặng vào các dịp lễ Tết mà vợ bạn thích nhất là gì? Tiền. Thầy, lần sau, lượt sau sẽ mời thầy lên chơi mà thầy phải chọn bạn chơi. Món quà bạn tặng vào các dịp lễ Tết mà vợ bạn thích nhất là gì? Để xem họ tặng nhau cái gì các bạn nhỉ? Để xem họ tặng nhau cái gì? Có người đang vân vân. Cho họ thêm 5 giây ạ. Có cô giáo đang nắn nốt ghi tên của món quà mình thích. Hoa hồng vàng, một món quà thật là lãng mạn. Điện thoại cũng là món quà mà chị em mình thích à. Và hoa, có lẽ là phụ nữ nào cũng yêu hoa các bạn ạ. Ồ, bên này có một đáp án là những lời chúc các bạn ạ. Thật là lãng mạn, vâng, những đáp án cực kỳ thú vị. Cảm ơn các chị đã có câu trả lời. Anh Đinh Văn Hoạt và chị Nguyễn Thị Thủy. Mời anh chị Đặng Trương ạ. Và cặp đôi số 3, anh Ngô Trọng Công và chị Ngô Thị Vân. Những cặp đôi rất trẻ, kỷ niệm tình yêu của họ vẫn còn nóng hổi. Các anh chị ngồi một bên rồi. Các chị đã sẵn sàng chưa? Anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Anh chị cưới nhau vào ngày tháng năm nào? Câu hỏi này quá dễ. Xem họ cưới vào mùa nào ạ? Mùa đông hay mùa xuân ạ? Mùa đông và mùa xuân là hết giờ ạ. Vâng, các anh các chị đã có đáp án. Một người cưới vào mùng 5 tháng 12. Một người cưới vào ngày 31 tháng 12. Một ngày đặc biệt đúng không ạ? Một ngày cuối cùng của năm dương lịch. Một người cưới vào ngày 16 tháng 12. Vâng, có người
trả lời là không nhớ. Thật đáng tiếc. Vâng, vâng, cảm ơn các anh, các chị đã có câu trả lời. Chồng chị thích món ăn nào nhất do chính tay chị nấu? Câu này dễ hay khó ạ? À? Câu này dễ hay khó? Các bạn hãy cùng quan sát những đáp án nha. Các bạn ơi, có người thích lòng lợn tiết canh. Anh nào ở đây thích lòng lợn tiết canh à? Ôi quá nhiều, quá nhiều. Vâng, một dành cho các bạn anh ạ. Các chị vui lòng trả lời. Câu hỏi này tôi nghĩ là anh nào cũng chắc, chắc chắn là như vậy, anh nào cũng biết. Câu hỏi số 3 như sau: vòng eo của vợ bạn là bao nhiêu cm? Vòng eo của vợ bạn là bao nhiêu cm? Tôi nghĩ các anh các chị đi từ dưới lên đây nắm tay nhau, ôm eo nhau, đấy là chuyện thường ngày ở bản. Vâng. Vâng, mời các anh các chị ghi đáp án. Tại sao lại chính bản thân các chị mà lại trả lời là không biết, trong khi đó các anh biết 10-10, đúng không ạ? À? Có anh ghi là 60, đấy là eo, chỉ số của hoa hậu các bạn ạ. À. Có anh ghi là 65, có anh ghi là 70, chứng tỏ rằng là các anh đều biết. Vậy mà có tới hai cô giáo của mình, của chúng ta lại không biết vòng eo của mình là bao nhiêu. Các cô thật đáng trách. Xin cảm ơn các anh, chúc mừng các anh vì các anh đã biết rõ vòng eo của vợ mình. Gũi ạ. Và tôi nghĩ rằng là chồng bác còn có khi xô, vợ chồng nhà ai là cũng có lúc phải tranh luận, và dẫn tới tình huống khi giận nhau ai là người làm lành trước. Khi vợ chồng bạn giận nhau ai là người làm lành trước? Có thế này mà cũng phải suy nghĩ đấy ạ. Có chị là vẫn đang đắn đo không biết điền như thế nào đấy ạ. Các anh là đã có đáp án rồi, ở dưới anh cổ vũ các anh đi ạ. Ôi, các bạn thấy thế nào? Họ thật là hiểu nhau, hãy cổ vũ họ bằng một tràng vỗ tay thật lớn nào. Vâng, cảm ơn các anh các chị, với 6 tấm bảng giơ lên đều có đáp án giống hết. Cái này là cần phải có sự thống nhất, và tôi nghĩ là nếu như có thể là gia đình nào đó chưa thống nhất với nhau thì đã có trong suy nghĩ. Hè này nếu có dịp đi nghỉ mát thì gia đình bạn sẽ đi đâu? Có người đi biển, có người đi bãi cháy, có người đi cửa lò. Biển có, bên này có, biển có, cửa lò có, nhưng không có bãi cháy, đúng không ạ? Nói tóm lại là tất cả những dòng sông đều chảy về biển, đúng không ạ? Và họ đều đi biển. Hãy cổ vũ họ bằng một tràng vỗ tay đi ạ. Vâng, mùa hè họ đến với biển. Vừa rồi chúng ta trình cùng với em đâu rồi nhỉ? Anh Phương ơi, anh Phương ơi, làm sao mà trông mặt anh ý xì vậy? Quý vị biết không, 38 tuổi đầu rồi mà vẫn bị gái dụ mặc áo bà ba ra sân khấu này. Nhưng mà quý vị nhìn anh Phước mặc áo bà ba có đẹp không? Hãy nổ cho anh Phước một tràng vỗ tay thật to giá nào! Em trông anh có giống người miền Nam không? Anh cứ thử tưởng tượng xem này, mình đang đi trên một chiếc ghe lướt trên sông gió mát, bên cạnh có một chai rượu đế và một con mực nướng và một chiếc áo bà ba, và hát chiếc áo bà ba luôn. Okay, anh hát thử đi, chúng mình hãy cùng nghe anh Phước hát. Quý vị có thể cho Phước xin hát hai câu về bài chiếc áo bà ba được không ạ? Và... chiếc áo bà ba sao vàng
nha các bạn. Thức thoáng con thuyền Phương Lệ bé mong manh. Em là Phương Lê chứ đâu phải là Phương Lệ. Thế à? Quý vị ơi, hãy nổ một tràng pháo tay nữa cho anh Phước nào. Bây giờ anh Phước giới thiệu tiếp chương trình đi. Vâng, thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị một ca sĩ rất là duyên dáng, có giọng hát rất là mượt mà và đằm thắm. Và quý vị có biết không, bài hát tiếp theo của chúng ta sẽ là bài gì? Đó là bài Chiếc Áo Bà Ba do phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Yến. Xin quý vị một tràng pháo tay cổ vũ cho ca sĩ Hoàng Yến. Oh.
là tình cảm và thật là thiết tha. Vâng, đó là cái cảm nhận của tôi qua cái tiết mục văn nghệ vừa rồi. Sau đây thay mặt cái ban tổ chức xin công bố cái phần thi, kết quả phần thi vợ chồng hiểu nhau vừa rồi. Xin trân trọng kính mời tất cả 6 cặp vợ chồng chúng ta sẽ bước lên sân khấu đi ạ. Xin mời các cặp vợ chồng vừa tham gia phần thi hiểu nhau bước lên sân khấu ạ. Anh Ngô Trọng Tuấn và chị Ngô Thị Tuyết Dung ạ. Anh chị Vũ Công và chị Ngô Thị Bích Hường. Anh Nguyễn Ngọc Sơn và chị Đào Thị Phương. Anh Đào Xuân Sang và chị Lưu Thị Kim Anh. Anh Đinh Văn Hoàng và chị Nguyễn Thị Thủy. Anh Ngô Trọng Công và chị Ngô Thị Vân. Kim Anh và anh Sang ngày hôm nay, họ chính là cặp đôi lý tưởng nhất